Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn Chúng ta đang quay trở lại với kênh của đội ngũ Happy Car Kính thưa quý anh chị Ở trong cuối tháng 1 này và cũng như đầu tháng 2 Thì rất nhiều các chương trình khuyến mãi Của dòng sản phẩm Toyota Velos năm 2023 Sẽ tới với quý vị và tất cả các bạn Ở trong đầu năm nay thì quý cũng chúc quý anh chị Chúng ta có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui Và kiếm thật nhiều tiền Để chúng ta có thể mua được những chiếc xe ưng ý À, và clip ngày hôm nay sẽ dành cho những quý anh chị mà chúng ta muốn một chiếc xe đầy đủ các trang thiết bị option hiện đại Ví dụ như gọi an toàn TOTA CPSEN cảnh báo lệch làn, cảnh báo tiền va chạm hay là tự động bật tắt đèn pha Mà vẫn muốn một chiếc xe gầm cao, 7 chỗ, tiết kiệm nhiên liệu với chỉ có khoảng tầm 5 đến 6 lít trên 100 km mà thôi Thì đó chính là dòng sản phẩm TOTA VELOS và TOTA VELOS CROSS TOP À, và ngày hôm nay quyết sẽ cập nhật cho mọi người bảng giá khuyến mãi lăn bánh mới nhất của dòng sản phẩm này ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh và trước khi clip bắt đầu thì cả nhà cũng đừng quên rằng ấn giúp quyết nó đăng ký kênh của đồng Happy Car và nút chuông bên cạnh mọi người nha đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với dòng sản phẩm Tota Veros Scrotop phiên bản mà được rất nhiều các quý anh chị chúng ta lựa chọn. Vừa có thể chúng ta kết hợp giữa đi gia đình và chúng ta có thể là đi công ty cũng rất là hợp lý. Khi mà chiếc xe này có đầy đủ các trang thiết bị an toàn mà quyết vừa mới nêu trên, cộng thêm với đó là chúng ta sẽ có màn hình 9 inch có kết nối Android to Apple CarPlay, có phanh tay điện tử, sạc không dây và có cả auto hold nữa. Với mức giá bán niêm yết là 900 698 triệu đồng và phiên bản màu trắng ngọc trai sẽ là 706 triệu. Hiện tại thì đại lý đang có chương trình tổng giá trị khuyến mãi lên tới hơn 30 triệu đồng dành cho các anh chị, bao gồm cả tiền mặt lẫn cả các bộ phụ kiện đi kèm ví dụ như dán phim, trải sàn và camera hành trình. Và để lăn bánh được dành cho những quý anh chị mà chúng ta ở Hà Nội thì một người cộng thêm giúp quyết lệ phí trước bạ là 12%, tiền biển là 20 triệu. Phí đăng kiểm 340.000, phí sử dụng đồng bộ 1 năm là 1 triệu 560 000 và bảo hiểm trách nhiệm dân sự khoảng 480 000 Thì tổng cộng giá trị làm bánh ở Hà Nội sẽ là 774 triệu đồng. Có những quý anh chị mà chúng ta đang ở tỉnh thì thuế chỉ là 10% thôi và tiền biển thì sẽ rơi vào khoảng từ 500 tới 2 triệu đồng ở từng tỉnh thành. Tổng cộng giá trị làm bánh sẽ là 741 triệu đồng. Có những quý anh chị chúng ta đang ở thành phố Hồ Chí Minh thì tổng cộng giá trị làm bánh sẽ là 700 60 triệu Quý xin được nhắc lại ở Hà Nội là 774 Ở tỉnh sẽ là 741 Và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 760 Và dành cho những quý anh chị mà chúng ta đang có nhu cầu về trả góp Thì đại lý đang hỗ trợ cho mọi người là 80% giá trị của chiếc xe Mọi người chỉ cần chuẩn bị giúp quyết là 20% Tương ứng với cả 139 triệu đồng là chúng ta đã được hỗ trợ Với gói vay lên tới là 7 năm tương ứng với cả 84 tháng và cùng với đó là lãi suất rất là ưu đãi chỉ khoảng hơn 10% à, và với sản phẩm của Toyota thì đại lý sẽ hỗ trợ gói tài chính của Tota với lãi suất cực kỳ ưu đãi và trả trước gần như không bị mất phí thì vậy đây là cũng là một chương trình cực kỳ tốt ở đầu xuân năm mới năm 2023 dành cho tất cả các quý anh chị và nếu mọi người có đang thắc mắc về dòng sản phẩm Tota Top về giá bán khuyến mãi và ăn bánh và cả lịch trả góp nữa thì mọi người có thể gọi điện vào hotline 0394 016 064 ở phía dưới góc trái màn hình ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam để được nhận báo giá và khuyến mãi tốt nhất. Và tiếp theo, chúng ta sẽ đến với dòng sản phẩm Tota Velos Cross với mức giá niêm yết 658 triệu đồng dành cho những quý anh chị mà chúng ta không cần quá nhiều các tính năng an toàn về gọi an toàn Toyota Safety Sense 2 cam 360 thì chúng ta cũng sẽ tiết kiệm đi được khoảng 40 triệu đồng dành cho những quý anh chị nhưng chúng ta vẫn có đầy đủ các tính năng option ví dụ như là sạc không dây, phanh tay điện tử, auto hold, màn hình 8 minh có kết nối roto apple carplay dành cho tất cả các quý anh chị à, với số túi khí là 6 túi khí và đầy đủ à, tính năng ví dụ như chúng ta đã có ghế giả ghế da kết hợp pha nỉ, điều hòa tự động và có tất cả các cửa gió ở hàng ghế phía sau thì phiên bản TOTA veloz CROTOP vừa tiết kiệm vừa um, đầy đủ tính năng option uh, với cái nhu cầu của các quý anh chị. Với mức khuyến mãi cũng tương tự như phiên bản Crosstop khoảng hơn 30 triệu đồng dành cho anh chị thì mọi người chỉ cần bỏ ra khoảng hơn 620 thôi là chúng ta đã sở hữu được chiếc xe này rồi. Và để lăn bánh tại Hà Nội thì mọi người chuẩn bị giúp quyết tổng giá trị lăn bánh sẽ là 729 triệu đồng. Ở tỉnh sẽ là 697 triệu và ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 716 triệu đồng. Và ở thời điểm hiện tại, đại lý đang có chương trình khuyến mãi còn tốt hơn. Vì vậy là mọi người cứ inbox trực tiếp qua số hotline ở phía bên dưới góc trái màn hình hoặc gọi trực tiếp để được nhận báo giá và khuyến mãi tốt nhất. Cứ xin đừng nhắc lại là Hà Nội là 729, ở tỉnh là 697 và ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 716. Và dành cho những quý anh chị mà chúng ta vay trả góp thì đại lý đang có chương trình hỗ trợ đó chính là chỉ cần chuẩn bị 131 triệu đồng thôi là chúng ta đã có thể lăn bánh và sở hữu chiếc xe Toyota VELOS CROSS à, Và khi mà các quý anh chị Chúng ta lấy xe ở đầu năm Thì mọi cũng được nhận lì xì Và bốc thăm chứng thưởng của đại lý Ví dụ như camera hành trình Hay là bơm lốp dự phòng chính hãng của Toyota Và đó chính là những thông tin Khuyến mãi lăn bánh mới nhất của dòng sản phẩm Toyota VELOS Và VELOS CROSS TOP Ở năm 2023 Dành cho những quý anh chị mà chúng ta muốn Một chiếc xe gầm cao Ờ... À, đầy đủ tính năng về option, tiết kiệm nhiên liệu với động cơ 1.5 CVT với khả năng à, là khoảng từ 5 cho tới 6 lít trên 100 km với vẫn tính năng đầy đủ về an toàn. À, và đó chính là những thông tin khuyến mãi tốt nhất. Cảm ơn mọi người và đừng ngần ngại gọi điện vào hotline để nhận nhận báo giá khuyến mãi và những thông tin tốt nhất từ đại lý. Xin chào và Like, và đăng ký kênh ấn à, chuông à, thông, thông báo để nhận được thông tin mới nhất. Có hotline, hoặc ấn vào phần link mô tả để được nhận báo giá mới nhất của xét.